Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin cập nhật tiến độ thi công của đại dự án Vinhomes Grand Park quận 9, nay được là thành phố Thủ Đức. Thì trước mặt của chúng ta đó chính là dòng sông Tắc và chảy qua ngay ngã ba sông. Thì dòng sông Tắc này nước lớn, trong xanh và hầu như không có bị ô nhiễm các anh chị. Thì bên kia của chúng ta đó chính là đảo Long Phước. Đảo Long Phước hiện là cái mảng xanh hầu như duy nhất còn lại của khu vực quận 9 này. Và đảo Long Phước đang có những cái dự án mà đang được nhiều chủ đầu tư san lấp nền hiện nay, tại vì Khoa đang có đi tham khảo vài ngày nay ở khu vực này. Việc mà san lấp hiện đang rất là nhộn nhịp như các anh chị. Dự kiến là sẽ là có những dự án sẽ mở bán trong tương lai ngắn thôi. Trước mặt của chúng ta đó là khu Manhattan Gallery, Khoa xin nói ngắn là khu Gallery, khu nhà phố thấp tầng. Trước mặt của chúng ta đó chính là những căn nhà phố biệt thự đơn lập và song lập, khu vực hồ Sen Súng. Cùng với đó là bến du thuyền. Bến du thuyền của chúng ta có hơn 30 căn biệt thự độc bản. Đây Khoa cho flycam dọc theo khu vực hồ Sen, hồ Cảnh Quan. Đó là những căn biệt thự đơn lập và song lập. Thì những căn biệt thự này có diện tích sẽ là 356 m², đó chính là những căn biệt thự đơn lập. Còn những căn biệt thự song lập thì sẽ là 227 m². Những căn biệt thự này sẽ được xây dựng là một trệt, hai lầu và một tầng sân thượng, đồng nghĩa với có ba sàn rưỡi. Còn những căn nhà phố bên mé bên trong thì sẽ có diện tích là 84 m², 92 m², 126 m², 144 m² và 162 m². Sẽ có được xây dựng một trệt 4 lầu và một tầng sân thượng, một tầng tâm là 5 sàn rưỡi đó các anh chị. Thì sẽ được bàn giao là hoàn thiện mặt ngoài như trên màn hình mà các anh chị đã thấy, và thô bên trong. Thô bên trong là sẽ được bàn giao không có cầu thang nha các anh chị. Trước mặt của chúng ta đó chính là ngay phía bên tay phải khu góc ở bên dưới. Đó chính là khu đất mà thương mại dịch vụ của chúng ta sau cái khu đất của Vincom. Thì chúng ta có một khu đất thương mại dịch vụ ngay đây, đối diện những cái dãy nhà phố Shophouse trên trục đường Nguyễn Xiển, Long Phước. Thì trục đường Nguyễn Xiển, Long Phước đó chính là tuyến đường huyết mạch của khu đô thị của chúng ta, sẽ nối dài từ khu vực Nguyễn Xiển chạy thông qua khu 17 dãy nhà của Oreo của The Rainbow và nối thẳng qua khu chạy ngang qua tòa nhà 45 tầng, tòa nhà biểu tượng của Vinhomes Grand Park, và chạy dọc theo những dãy nhà phố Shophouse nối lên khu vực của đường cầu Long Đại và chạy qua khu đảo Long Phước. Thì đường Nguyễn Xiển Long Phước sẽ có cái con lương ở giữa với cảnh quan rất là đẹp đó các anh chị. Trước mặt của chúng ta đó chính là những dãy nhà căn biệt thự đơn lập và nhà phố. Thì nhà phố sẽ có diện tích là 200 m². Những căn shop house đó là 200 m². Đây ngay những cái dãy mà hồ Cảnh Quan, hồ Sen Súng, đó sẽ chính là biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Biệt thự song lập là 299 m², còn biệt thự đơn lập là 412 m² trong cái khu vực đó. Và chúng ta đang thấy được là cuối ngay dòng sông
thì chủ đầu tư đang cho xây dựng cống thoát nước của khu vực cống thoát nước, cùng với đó là sẽ bơm cát đá vào khu vực của chúng ta, sẽ tạo nên những cái khu công viên Riverside cùng với dãy nhà phố biệt thự độc bản. Thì dãy nhà phố độc bản thì chỉ có khoảng 30 căn thôi, thì hiện bây giờ chủ đầu tư đã bán hơn 10 căn rồi, số lượng còn lại rất là ít. Và những cái dãy biệt thự độc bản này sẽ có diện tích là 376 m², 345 m² và 307 m², tùy cái vị trí. Trước mặt của anh chị là khu đường D2A cùng với đó là đại lộ ánh sáng. Phía khu vực bên trong của chúng ta sẽ có đường. Khoa xin nói về đường của khu nhà phố thấp tầng. Vỉa hè cộng với lòng đường trong khu đô thị này sẽ có nhỏ nhất là 13 m, tùy cái tuyến đường thì cái vỉa hè là sẽ là 2,5 m mỗi bên hoặc là 3 m mỗi bên, tùy cái công năng của cái dãy nhà phố hay là shop house hay là villa. Trước mặt của chúng ta đó chính là khu công viên của cái dãy biệt thự ở sông Lập 200 m² của khu cuối Glory ngay dòng sông Tắc. Thì phía trong của Manhattan Gallery chúng ta có đất y tế, công viên cây xanh rất là nhiều các anh chị. Thì những tiện ích Khoa xin kể sơ qua đó chính là công viên mặt trời, công viên nghệ thuật Broadway, công viên thể chất sáng tạo, công viên thiên đường Tropical Malibu, bến du thuyền cao cấp là Manhattan Gallery. Đại lộ ánh sáng sẽ kết nối giữa Manhattan và Manhattan Gallery. Ngoài ra chúng ta còn có công viên Manhattan Riverside. Đường dạo bộ dưỡng sinh Glory Parkway. Thì giữa những cái dãy nhà khu vực trung tâm sẽ chúng ta sẽ có một cái dãy nhà dãy phố đi bộ công viên cây xanh được đặt tên là đường dạo bộ dưỡng sinh Glory Parkway. Các anh chị nào đang có nhu cầu về những căn nhà phố thấp tầng thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655 để được tư vấn thêm. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram, WhatsApp. Ngoài ra Khoa đang nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng toàn khu Vinhome Grand Park, kể cả nhà phố thấp tầng Manhattan Glory, Manhattan và nhà chung cư cao tầng như Origami, Rainbow. Trước mặt chúng ta đó chính là khu đất thương mại dịch vụ đó các anh chị. Bây giờ Khoa cho flycam ngay cái công viên ánh sáng 36 ha, cái trục đường D2A, cái trục đường D2A, trục đường chữ Y thần thánh của chúng ta đây, ngay trung tâm của công viên ánh sáng kéo dài. Thì trục D2A này sẽ chính là cái đại lộ ánh sáng nói qua giữa những cái dãy nhà shop house của trục D2A. Và phía trước mặt của chúng ta đó chính là đại lộ ánh sáng đó các anh chị. Thì Khoa đã có khách hàng đi vào đây tham quan thì có ấn tượng rất là mạnh về cái đại lộ ánh sáng này.
thì có những cái view rất là thoáng. Đèn lồng ánh sáng này sẽ nối với khu Manhattan Glory bên dưới và có điểm cuối đó chính là cái bến du thuyền. Bến du thuyền sẽ có một cái khu nhà, một cái restaurant rất là lớn nha các anh chị, sẽ là một cái restaurant dạng pha lê, sẽ là những cái khu vui chơi. Và cuối bến du thuyền chúng ta có sẽ là những cái bến bãi dành cho những cư dân mà nếu mà muốn sở hữu cái biệt thự độc bản sẽ được một cái suất định danh để sở hữu một cái chỗ đậu bến du thuyền ở đây. Đó, chúng ta nhìn thấy dòng sông Tắc uốn lượn và view về phía trung tâm thành phố. Thì hiện rổ hàng Manhattan Glory đang còn khá là ít căn. Các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ sớm với khoa qua số điện thoại 0979 676655 để được tư vấn thêm về giá bán, chính sách bán hàng. Chính sách bán hàng rất là ưu đãi, đóng 20%, ký hợp đồng mua bán và ngân hàng hỗ trợ lãi suất, bên hỗ trợ lãi suất và ngân hàng ân hạn gấp 36 tháng, có nghĩa là chúng ta đóng 20% thôi, trong vòng 3 năm sau nữa thì chúng ta mới đóng tiếp cái phần còn lại. Các anh chị nào mà có thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa hữu ích, vui lòng đăng ký nút subscribe bên dưới để theo dõi các video clip mới nhất. Thì Khoa có trang fanpage hình ảnh 360 độ, Khoa để ở dưới cái dòng link bên dưới, các anh chị có nhu cầu thì hãy bấm vô để thấy được những cái hình ảnh chính xác của Manhattan Glory Origami, để cho các anh chị có thể view trực tiếp về cái khu vực mà mình đang quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo trên fanpage, đó là Việt Nam Real Estate 360 Panorama.